À, khi nãy là đến giờ là chúng ta về Duy Xuyên rồi về Hội An. Bây giờ Tần Tú Yên sẽ mời quý anh chị về quê hương Bắc Trà My với thể loại diễn ngâm Về Đây Với Hương Trà của chủ nhiệm câu lạc bộ Hương Trà Bắc Trà My, Nguyễn Nam. Xin trân trọng kính mời anh ạ. Bắc Trà My miền Tây Nam xứ Quảng, tới đèo lửa hương quê Đà thoáng thoảng, thấy không trời mây ôm ấp non xanh. Về đây em, về đây với quê anh, mảnh đất khu năm một thời kháng chiến, bên sông Hoa di tích còn hiện hiện. Năm tháng hào hùng trang sử liệt oanh. Về đây em, về đây với quê anh, âm vang cồng chiêng linh thiêng lễ hội, nông thôn mới với bao điều thay đổi, tiếng hú ngân dài khát vọng rừng xanh. Về đây em, về đây với quê anh, tắm thác năm từng thắm hồ thủy điện, uống rượu giữa rừng tưng bừng kỷ niệm, ngưng thời gian lưu giữ mãi xuân xanh. Về đây em, về đây với quê anh, đừng sợ hương trà níu chân em lại, tình đất tình người kết tình thắm mãi. Về quê anh, về nguồn cội yêu. Xin cảm ơn giọng ca diễn ngâm tuyệt vời của anh Nguyễn Văn Nam. Xin giới thiệu với cả nhà, đây là anh Nguyễn Văn Nam, chủ nhiệm câu lạc bộ thơ Hương Trà ở huyện Bắc Trà My, cũng là cùng huyện với Uyên ạ. Và anh Nam đã mời quý anh chị về Bắc Trà My, các anh chị nhớ một lần ghé qua nha.